Xin chào bạn, tôi là Tú Phan, đang dẫn các bạn trên trang web là phankimtu.com. Thì video hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn gắn xương cho cái nhân vật nữ này ha bạn. Thì cái mẫu trên màn hình á, thì cái mẫu này á, thì bạn có thể tải phía dưới cái video này ha. Phía dưới cái video này trong phần mô tả để tải về để tôi thực hành. Thì đây là những kiến thức cơ bản thôi. Thì tôi biết tới đâu tôi hướng dẫn các bạn tới đó ha. Những bạn nào rảnh rồi thì có thể là bỏ qua những cái video này. Tôi hướng dẫn về cái phần này là phần gắn xương. Thì trên cái trang trang web của tôi á, thì tôi cũng hướng dẫn tới đây rồi. Thì trước khi xem cái video này á, thì tôi khuyên các bạn á, là nên xem những cái video trước tôi hướng dẫn về cái phần gắn xương ha. 32, 33, 34 nè. Bài 34 nè. Rồi, thì nên xem trước những cái video này để bắt đầu ta xem cái làm video này cho dễ hơn các bạn. Nên xem video bài 34 trước. Rồi, thì để được cái mẫu mô hình này thì tôi nói sơ một tí. Thì các bạn có thể tạo bằng cách là bạn sử dụng cái phần mềm Xerox cũng được. Bạn hãy sử dụng Xerox để tạo cũng được ha. Hoặc là trong Simaphody cũng có chức năng là chúng ta nặng tượng ra được cái mô hình nhân vật nữ đó. Có nhiều cách ha. Rồi, còn các bạn không làm được, không rành nữa thì chúng ta có thể là lên trên mạng tải về. Lên những cái thư viện 3D trực tuyến các bạn, tải những cái mẫu về. Thì video này ta sẽ tập gắn xương nhân vật nữ, nhân vật nam. Rồi sau này nếu có thời gian thì chúng ta sẽ gắn xương cho động vật nữa. Động vật bốn chân. Rồi thì cái phần mà nặng tượng này thì nếu các bạn nào mà biết về Xerox thì nhiều khi là giỏi hơn tôi nữa ha, rành hơn nữa, bạn phải nặng được tượng này luôn, nặng được cái mô hình này. Thì trước khi bắt đầu thì chúng ta sẽ tìm hiểu sơ về cái cấu trúc xương ha bạn, cấu trúc xương của người chúng ta. Thì các bạn lên Google, bạn gõ cái chữ là bộ khung xương á để chúng ta tìm hiểu thêm. Thì tôi tải nó không tiêu rồi. Tôi có tải về ở đây một cái tấm hình thôi. Tấm hình khung xương tôi lấy từ trên mạng á, cho chúng ta biết cái cấu tạo bộ xương trước. Tại vì cái phần gắn xương này thì cơ bản ta làm cũng tương tự vậy thôi. Chúng ta phải gắn xương, thì bao gồm xương, da thịt chúng ta, và kết nối xương và da thịt. Còn cái thứ ba là cái tạo chuyển động, Tạo những cái nút control á, điều khiển. Thì bạn sẽ nhìn trên màn hình, bạn sẽ thấy đây là cái cấu tạo khung xương của chúng ta. Nó cũng đơn giản thôi bạn. Những bạn nào mà cơ bản nếu học về mỹ thuật á, thì những bạn đó là, tôi nhớ không làm, những mấy bạn đó là có môn học về mỹ thuật ha. Có môn học về mỹ thuật thì cấu tạo cơ thể xương người á. Thì bạn sẽ thấy là đây là cái bàn chân chúng ta nè. Bạn cứ tưởng tượng bạn nhìn xuống cái bàn tay chân bạn á, thì cái chân bạn là nó sẽ có cái khớp. Thứ nhất là ngón chân, tới chỗ này là cái chỗ khớp nè. Đó, để chúng ta khớp bàn chân ha, chúng ta xoay bàn chân. Cái thứ hai chỗ này chỗ đầu gối chúng ta nè, để chúng ta xoay cái chỗ đầu gối. Cái này là cẳng chân, còn này là bắp chân, cái chỗ mà cái đùi chúng ta mà nó gắn với khớp háng ta nè. Đây là một cái khớp các bạn, cái khớp. Rồi lên tới đây là cái phần xương sống chúng ta, chỗ này. Rồi lên tới đây là cái chỗ này là cái phần ngực, ngang với phần ngực chúng ta. Rồi lên tới đây là cái phần cổ, từ cái đốt sống chỗ cổ này cho tới dưới cái xương hàm ta đó. Sau đó chúng ta lên cái bộ phận đầu. Cái đầu thì nó sẽ có cái phần gắn xương riêng bằng, gắn xương để tạo chuyển động cho cái gương mặt là cái phần cao cấp hơn nữa ha. Còn cái này chúng ta đang tìm hiểu về cái phần gắn xương tạo chuyển động cho nguyên cơ thể người chúng ta. Về cái phần tay ha, phần tay thì chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta sẽ đi từ đây, chúng ta sẽ có ngón tay. Cơ bản ngón tay chúng ta có nhiều khớp lắm bạn. Mình nhìn kỹ ha, bạn giơ ngón tay bằng lên, bạn nhìn nè, cái ngón tay chúng ta có mấy khớp luôn các bạn. Khớp đây nè, khớp đây. Và ngay chân cái chỗ nguyên một cái bàn tay chúng ta. Mình nhìn kỹ ha, nó có nhiều khớp ha. Còn ngón tay cái thì nó chỉ có 2 khớp thôi. Còn cái ngón tay bình thường nó 3 khớp. Ngón tay cái có 2 khớp. Còn cái chỗ này là cái chỗ mà nguyên cái bàn tay chúng ta. Lên tới đây là cái chỗ mà có cùi chỏ chúng ta. Đây là cái chỗ bả vai chúng ta. Cái chỗ bả vai chúng ta thì bạn lưu ý là nó chỗ bả vai này. Dưới đây nó có cái xương mà xương đòn hai bên cái chỗ này nè bạn. Đó. Rồi. Tôi vẽ bên ha, bên kia thì nó tương tự thôi.
Thì nó như vậy thôi, chỉ đơn giản như đây. Ta tìm hiểu sơ về những khớp xương ha, để chúng ta vẽ xương cho nó chính xác thôi chứ không gì. Đối với những cái bạn nào mà rành rồi á, làm cái việc mà rig này lâu năm rồi á, thì các bạn đã quá rành những cái chuyện này rồi. Thì tôi cũng mới biết thôi, thì chúng ta cùng nhau học thôi. Biết tới đâu thì chúng ta học tới đó. Có gì sai thì các bạn thông cảm bỏ qua ha. Rồi, chúng ta sẽ qua cái bức ảnh này đi, bỏ qua cái này đi. Rồi, ta sẽ phân tích. Do chúng ta mới nên chúng ta sẽ phân tích một tí về cái kết quả mà sau khi các bạn xem cái danh sách phát này, ta làm được như vậy. Thứ nhất là đây là những bạn nhìn trên màn hình ha, thấy tùm lum hết. Thì những cái này là những cái nút control, những nút điều khiển của nhân vật nữ ta. Thì tôi sẽ cho các bạn xem là giả sử như tôi điều khiển thử một vài thứ ha. Giả sử như tôi có thể là di chuyển người nữ này đi đâu đó bất kỳ. Rồi tôi có thể là chuyển động chân như thế này. Tôi có thể là lít vô đây bàn chân để tôi cho chuyển động chân. Người nữ này có thể là xúc cái chân ha, xúc cái chân này, co chân lên hay là xúc ra phía sau, tạo chuyển động đi và chạy các bạn. Rồi có thể là xoay cái dây giò ha, xoay qua đây qua kia ha, xoay ngang xoay dọc gì đó. Rồi đó là về cái chân. Còn về cái phần này là phần trọng tâm nhất nè bạn, như cái khớp xương này tôi nói bạn á, cái chỗ xương sống nè, cái đốt sống cùng của ta nè, chỗ này. Thì cái chỗ này là cái chỗ quan trọng nhất đây ha, có thể làm cho người nữ là nghiêng ra phía sau, nghiêng ra phía trước, thấy chưa, nghiêng ra sau, nghiêng ra trước. Rồi rất là dễ, có thể dặn cái phần này luôn. Bạn cho xoay thì bạn cho xoay qua trái, xoay qua phải, thấy chưa, giống như là tập thể hình nha, tập nhịp điệu vậy, xoay trái xoay phải cái phần eo. Rồi cái đó là cái phần xương cùng ta, tới cái phần ngực nữ, người ngực ngực này thì bạn thấy là kéo qua trái kéo qua phải, thấy chưa. Đó là cái di chuyển. Còn về cái phần xoay thì bạn có thể là xoay xoay cái phần ngực, giống như cái người này xoay qua trái xoay phải ha, nó chỉ đơn giản như thôi. Khom lên ha, cúi đầu chào hay gì đó, hay ưỡn ra phía sau, rất là dễ ha. Rồi đó là tôi tùy chỉnh phần hai phần riêng biệt, giờ tôi tùy chỉnh nói chung nè. Tùy chỉnh chung là nguyên cái cơ thể người cô này sẽ bị đổ trọng tâm dồn vào phía sau, giống như bị té ngã hoặc là nhảy ra phía trước. Đó, dễ mà ha. Rồi đó là cái tới cái phần tay nha, phần phần đầu phần tay. Phần tay thì bạn có thể làm chỉnh như thế này, thấy chưa, tay quái đưa ra phía trước hay phía sau gì đó tùy các bạn. Tôi đang chỉnh cái phần cánh tay ha, chưa tới cái phần bàn tay, mới cái phần cánh tay thôi. Nó tay đưa phía trước phía sau. Rồi còn về bàn tay thì bạn hãy dặn cái bàn tay chúng ta. Nó dặn bàn tay ra phải ra trước gì đó. Thấy chưa? Di chuyển dặn bàn tay ra phải ra trước. Như vậy thôi. Còn các ngón tay, cái này dùng để vặn cái nguyên cái cánh tay của ta. Cái ngón tay thì bạn muốn cho nó xoay thì bạn phải chỉnh cho ngón tay người ta nó xoay, có thể là gặp những cái ngón tay gặp lại cũng được các bạn, dễ lắm. Bạn phải làm cho những cái ngón tay này gặp lại cũng được, thì tôi nói sơ thế. Đây ngón tay này sẽ gặp lại, ngón tay này sẽ gặp lại, ok ha. Ok, đó là tôi lấy ví dụ nhỏ thôi ha, làm nhiều quá rối, ta biết sơ sơ thôi. Rồi các bạn cánh tay nó sẽ chuyển động, rồi ngón tay từng ngón tay lên, năm ngón, mỗi ngón sẽ chuyển động riêng nó, thấy chưa. Rồi ta chỉnh cho check quay lại đi. Rồi ok xong, tới cái phần đầu. Phần đầu thì bạn có thể làm gì nào, các bạn có thể xoay xoay trái xoay phải, ok nó xoay trái phải rồi sẽ lên sẽ xuống, ngước lên ngước xuống, dễ ha. Rồi có hồi nãy quên, anh ta cái tay anh ta còn cái bả vai nữa bạn, nếu như cái tay chỉnh cái tay thì nó sẽ có luôn cái bả vai. Ví dụ như cái tay các bạn có thể chỉnh đi như thế này thì cái phần bả vai nó phải chuyển động theo. Ok
cái phần bả vai nó sẽ chuyển rộng theo đâu rồi đó. Nếu bằng cái tay, nếu bằng tay bạn di chuyển đó, thì cái bả vai nó sẽ chuyển động theo nó mới đúng. Như thế này thì phần bả vai các bạn nó sẽ chuyển động theo. Bạn sẽ chỉnh cái phần bả vai ở đây cho nó xoay, xoay theo ha, chứ không phải đứng yên gì, phải xoay theo một hơi hơi tí, chỉnh cái phần bả vai rồi ok các bạn. Đây là những cái cấu tạo cơ xương xương người chúng ta, chuyển cái và chuyển động người chúng ta. Còn cái phần gương mặt là cái phần chỉnh riêng, nó khó lắm, nó cũng nói chung là chúng ta phải tìm hiểu thêm, nó là chỉnh riêng nữa ha. Gương mặt chỉnh riêng từng chi tiết nữa, như là mắt nè, mũi, lông mày, miệng, càm, gò má, lỗ tai, nhiều thứ, tóc nữa. Rồi nhiều thứ chúng ta cần phải học lắm. Trước tiên ta tìm hiểu cái phần chuyển động người như thế này là ok rồi. Rồi đó là cái kết quả mà sau khi chúng ta tìm hiểu được, chúng ta học được. Rồi giờ ta nói sơ thêm một chút nữa. Chúng ta nói về cái phần để cấu tạo được gì thì chúng ta gồm có thứ nhất là phải có xương. Thì bạn nhìn trên màn hình này, những cái này là xương, là giòn nè. Video trước tôi nói rồi ha, những cái giòn như là những cái xương ở bên trong nè, hay chơi xương lấu rồi nè. Đó. Cái thứ hai là cái phần da thịt là mesh đó, đường lưới á, mesh là cái người cô gái này, là cái người mẫu cô gái này là cái mesh chúng ta, đường lưới là phần da, xương với da chúng ta sẽ kết nối nhau bởi cái lệnh pi, chỉ đơn giản vậy thôi, đây là pi. Rồi sau đó sẽ kết nối rồi đó, thì cái mô hình chúng ta nó chỉ là một cái cục đứng yên chỗ thôi. Chúng ta muốn chuyển động thì chúng ta phải làm những, tạo ra những cái khóa, những cái control điều khiển, giống như nãy giờ tôi làm bạn đó. Cái này là chỉnh cái đùi, chỉnh cái đùi nó xoay, xoay trái xoay phải. Nãy tôi quên rồi, chỉ vậy thôi bạn. Còn dưới đây bạn muốn chỉnh, bạn phải chỉnh cái phần gót chân nữa nè. Gót chân dưới đây ha, giả sử như tôi cho cái này gót chân, thấy chưa, câu này câu sẽ là cong cái phần gót chân lên, giống như là nhón gót vậy ha, nhón gót chân lên. Bây giờ nhón gót chân lên đó, rồi ở đây nó sẽ có thêm cái phần mũi nữa, chúng ta sẽ làm cho mũi chúng ta muốn nhích lên. Ý đâu rồi, mũi lên chứ, lộn ha, nãy là cong cái gót, cái chỗ cái gót này, giờ chúng ta tới mũi. Tại cái mũi đây là cái mũi chân ta ha, đó chúng ta phải chia làm hai khúc giống như ngón tay vậy. Rồi thì những cái nút mà chúng ta vừa chọn, chúng ta vừa chọn những cái này, chúng ta gọi nút control, những nút điều khiển, thì chúng ta sẽ tạo ra những nút đó để sau này á, sau khi là thực hiện xong cái việc rig, việc rig là cái việc mà sắp xếp thứ tự gắn xương như thế này, tạo ra những cái nút điều khiển. Cái bước tiếp theo là chúng ta sẽ đặt khóa cây chuyển động cho những cái rig này để tạo ra một cái người chúng ta chuyển động, là kết thúc cái việc mà gắn xương và tạo chuyển động cho nhân vật. Nhân vật có thể là người hoặc là động vật, hoặc là bất cứ cái gì mà bạn muốn cho nó chuyển động. Rồi đó, chúng ta nói sơ ha, một số kỹ thuật, một số cái thông tin lý thuyết cơ bản ban đầu thì chỉ vậy thôi. Thì qua video sau chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện cái việc rig này, gắn xương này. Video này chỉ đơn giản thôi. Nói về phần giao diện tí ha. Giao diện thì bạn có thể là những cái này nè, những nguyên cái cửa sổ này á, thì tôi xóa đâu tiêu rồi. Mặc định nó có thể là nó gì, tôi sẽ lít vô đây, tôi sẽ lít vô cái những dấu chấm này nè bạn. Đó, để tôi lôi cái công cụ này ra ngoài cho nó dễ làm. Tôi lôi vô đây. Ok ha, tôi thường hay lôi vô đây dễ làm. Cái thứ hai là cái snap này, nếu bạn thấy bật đây cũng được, hoặc bạn lôi nó ra ngoài đây luôn cũng được, tùy các bạn thôi. Sợ chặt chỗ thôi. Này con lôi nó ra ngoài, ý đâu tiêu rồi. Bạn lôi cái snap nó ra ngoài luôn cũng được, hoặc là bạn để ở trong đó cũng được. Để chúng ta dễ làm việc thôi, cái snap này. Còn cái base rail này là cái vị trí thôi. Nè, reset về vị trí mặc định thì bạn nhấn phím tắt là Shift C, nhấn chữ BSR, rồi lôi cái công cụ này ra, lít gì đây bạn lôi ra ngoài đây. Thấy chưa, lôi ra là xong. Chết mở không? Tao quậy hồi lung tung hết rồi. Tao cho nó reset lại. Rồi, thì video này tôi dọc hướng dẫn bạn cái cơ bản, cái phần lý thuyết gì là ok ra. Qua video sau đi thì chúng ta sẽ tới bắt đầu chúng ta thực hiện cái việc trick này, gắn xương cho nhân vật nữ này. Thì to là Tú Phan.
đã hướng dẫn các bạn trên trang web là fankimtu.com. Hẹn gặp lại các bạn.